Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí. Hôm nay, tại thành phố Vinh, thành phố đỏ anh hùng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất, 14 tháng 6 năm 1957, 14 tháng 6 năm 2017. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà báo công với Bác, quyết tâm thực hiện thắng lợi lời dạy của Bác, xây dựng tỉnh nhà thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm và chưa đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn bình quân chung của cả nước, cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, đời sống nhân dân nhất là ở vùng miền núi cao còn khó khăn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân còn hạn chế. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của người, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An xin hứa với người, với Đảng, với nhà nước, với đồng bào, đồng chí cả nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm phấn đấu đưa quê hương Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa đồng chí, đồng bào, trong buổi lễ trang trọng này, tôi trân trọng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nghệ An thực hiện một số việc sau đây. Một là tiếp tục khơi dậy và phát huy cao độ nguồn lực tinh thần, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng hào hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, để tạo động lực khát khao vươn lên, xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với tình cảm sâu nặng và vô bờ bến của Bác Hồ đã dành cho chúng ta. Trước anh linh của Bác Hồ, chúng ta luôn khắc ghi tên, ghi lời người dạy. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải gương mẫu, nêu cao đạo đức cách mạng, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng quê hương, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin trân trọng cảm ơn đồng bào, đồng chí.